cô là nhà hoàn hầu hạ bên người tiểu hầu gia. Có một lần tiểu hầu gia say rượu, nhận nhầm cô thành công chúa Chiêu Nguyên nên đã cưỡng ép cô. Sau đó cô bỏ trốn, nhưng không ngờ lại có thai. Nhiều năm sau, người trong cung tới tìm, lại bảo cô là thất công chúa lưu lạc bên ngoài, chính là muội muội ruột của công chúa Chiêu Nguyên. Cô được nghênh đón vào cung. Trên con đường vào cung dài rằng giặc, tiểu hầu gia đầy khí phách năm đó đã trở nên trưởng thành chín chắn, nhìn chằm chằm cô với đôi mắt sắc bén như hải âu. Cô nhìn thẳng không chớp mắt, sống lưng thì lại run rẩy. Bé con bên người bắt lấy ống tay áo cô, mẫu thân ơi, ông ấy như muốn ăn thịt người kìa. Cô quay đầu chừng nó, ngậm miệng. Đột nhiên tiểu hầu gia chặn xa giá của cô lại, giọng đầy nặng nề, thất công chúa, sao ta thấy nhóc con bên cạnh người trông giống con ta thế? Cô là nha hoàn hầu hạ bên người tiểu hầu gia, chàng đối xử với cô khá đặc biệt. Phu nhân may y phục mới, vài con thừa lại thì chàng sẽ giành lấy mang cho cô, làm cho cô một bộ y phục xinh đẹp. Ra ngoài ngao du mà gặp được thứ gì mới mẻ thì chàng đều nhớ mang về cho cô, để cô biết được thế giới ngoài kia rộng lớn bao la thế nào. Ngay cả bánh ngọt trong cung, chàng cũng lén lút giấu mang về cho cô hai cái, còn giục cô mau chóng tiêu diệt chứng cứ phạm tội, tránh bị người khác phát hiện. Lúc cô bị nghẹn, chàng còn khẽ vỗ lưng cho cô, còn cười nói, chậm thôi. Cô cứ ngỡ chàng đối xử với cô đặc biệt hơn hẳn. Đến cả phu nhân cũng nói sẽ hứa gả cô cho tiểu hầu gia. Đủ mọi dấu hiệu để cô sinh ra thứ tâm tư không nên có. Nhưng cô nhìn bức họa trong mật thất ngay trước mắt, nhìn khuôn mặt giống cô tới 7-8 phần, mới biết tại sao tiểu hầu gia lại đối xử với cô đặc biệt như thế. Người trên tranh mặc một bộ cung trang đẹp đẽ lộng lẫy, mỉm cười yêu kiều, với đôi mắt đẹp lóng lánh. Cô có thể đoán được đó là ai? Chính là công chúa Chiêu Nguyên, người đang được cưng chiều nhất. Mặc dù cô chẳng mấy khi ra ngoài hầu phủ, nhưng cũng từng nghe các nha hoàn khác xì xào bàn tán rằng cô rất giống công chúa Chiêu Nguyên. Mà có vẻ như hầu phủ khá kiêng kỵ mấy lời này nên hồi đó có trừng phạt đám nha hoàn lắm miệng kia một trận no đòn. Ngay cả cô cũng suýt bị vạ lây. Phu nhân vốn định bán cô đi, nhưng tiểu hầu gia đã cầu xin mới khiến phu nhân cho cô ở lại. Nhưng đồng thời bà cũng hạn chế không cho cô ra phủ. Cô cứ tưởng tiểu hầu gia đối xử đặc biệt với cô là vì trong lòng chàng có cô. Không ngờ là vì cô trông giống công chúa Chiêu Nguyên. Ghét. Cô hoàn hồn, vội vã rời mắt khỏi bức họa vẽ công chúa Chiêu Nguyên. Đêm nay có cung yến, tính canh giờ thì lúc này tiểu hầu gia hẳn là nên trở về rồi. Cô vội vàng lau nước mắt trên mặt, nhanh chóng rảo bước ra khỏi mật thất. Tối nay tiểu hầu gia sai người về báo chàng uống chút rượu trong tiệc, nên đầu khá đau, dặn cô nấu chút canh giải rượu trước. Cô bưng canh giải rượu tới, thấy bàn của chàng bừa bộn sách bút, bèn dọn dẹp lại hộ chàng. Nào ngờ cô làm đổ giá bút, thế là cánh cửa ngầm của mật thất mở ra phát ra tiếng rầm rầm. Cô vừa bước ra, còn chưa kịp đóng cửa mật thất lại thì đã đụng phải tiểu hầu gia vừa về. Cô hơi hốt hoảng. Tiểu hầu gia, ngài về rồi. Tiểu hầu gia lúc này gò má ửng đỏ, đôi mắt mê ly, nghe vậy thì chậm chạp gật đầu. Ánh mắt chàng nhìn cô dịu dàng tới mức như sắp trút ra ngoài. Chàng khẽ hé môi mỏng, gần như nỉ non, công chúa. Lòng cô khiếp sợ, chợt nhớ ra công chúa trên bức họa mặc một bộ cung trang màu vàng nhạt, mà xiêm y của cô hôm nay cũng màu vàng nhạt. Chàng coi cô thành công chúa. Nghĩ vậy, cô như chợt không thở nổi. Nhưng cô vẫn cố dùng thân thể để che tầm mắt tiểu hầu gia, lén chuyển động giá đựng bút. Khi cửa mật thất khép lại, cô kéo tiểu hầu gia đi tới bên giường, nhấn chàng ngồi xuống. Chắc là tiểu hầu gia mệt rồi, mau nghỉ sớm thôi. Cô quay người định bước đi, tiểu hầu gia đột nhiên bắt lấy cổ tay cô. Đừng đi mà công chúa điện hạ. Tiếng công chúa điện hạ này như nhát châm sắc bén đâm thẳng vào trái tim cô. Cô còn chưa kịp giãy giụa thì tiểu hầu gia lập tức kéo cô vào trong ngực chàng. Chàng ôm chặt eo cô, đặt cằm lên bả vai cô, giọng có phần ấm ức. Canh tỉnh rượu của ta đâu? Lúc nói, hơi thở của chàng phun lên cổ, khiến cô khe khẽ run rẩy. Ở trên bàn, ta bưng tới cho ngài. Tiểu hầu gia cọ vào cô, ngoan ngoãn đáp, ừm. Ngài, buông ta ra đã. Không đấy. Chàng lại càng ôm cô chặt hơn. Ngài không buông ta ra thì sao ta bưng canh giải rượu tới cho ngài được ạ? Vậy ta không uống nữa. Chàng nghiêng đầu cọ lên cổ cô, môi mỏng lướt qua, da thịt dần trở nên nóng bỏng. Công chúa điện hạ, nàng không thương ta. Ngữ khí của tiểu hầu gia chứa đầy ấm ức. Lòng cô đau đớn, bèn đẩy mạnh chàng ra. Ta không phải công chúa. Chàng lại nóng nảy, bèn tiến tới ôm lấy cô, như muốn khảm cô vào trong lòng mình. Nàng hãy thương ta với có được không? Chàng bắt đầu hôn cô lung tung. Cô từ chối, giãy giụa nhưng không phản kháng lại được. Khi màn che hạ xuống, tiểu hầu gia và màn che đung đưa làm choáng váng mắt cô. Nước mắt tủi hận rơi lên gối,
Tiểu Hầu gia đột nhiên cúi đầu hôn lên khóe mắt cô, giọng khàn khàn dỗ, đừng khóc, đừng khóc. Ta vẫn sẽ luôn bên nàng mà, đừng khóc. Nửa đêm, nhân lúc Tiểu Hầu gia ngủ say, cô trộm sạch bạc trong phòng chàng rồi bỏ trốn. Năm 12 tuổi cô đã tới hầu phủ này làm nha hoàn. Cô luôn tự biết thân biết phận, chỉ muốn kiếm miếng ăn cho no bụng chứ chẳng hy vọng xa vời gì. Sự đối xử đặc biệt của Tiểu Hầu gia đã khiến cô có ý nghĩ không nên có, như vậy giờ phút này cô cũng không nên ở lại nữa. Sự đặc biệt của chàng vốn không phải dành cho cô. Cô sống ở hầu phủ 8 năm, nắm rõ nơi đây như lòng bàn tay, nên có thể dễ dàng tránh né được thị vệ gác đêm, từ cửa nhỏ chuồn mất. Nhìn đường phố to lớn tĩnh lặng, cô nhất thời giật mình luống cuống. Cô hệt như mèo con thoát khỏi chiếc lồng tre nuôi nhốt mình từ nhỏ, vừa sổng chuồng chạy thoát, nhìn thế giới rộng lớn vô ngần, lập tức sợ hãi, theo bản năng chỉ muốn rút về lại lồng tre. Cô nhéo lòng bàn tay, nắm chặt ngân phiếu, cắn răng rồi vùi đầu bỏ chạy. Cô còn lâu mới chịu làm kẻ thay thế cho công chúa. Cô còn lâu mới làm thiếp của Tiểu Hầu gia. Cô còn lâu mới cần phút yên ổn ngắn ngủi để nửa đời sau phải sống trong bất hạnh. Cô cắm đầu chạy một mạch, dần dần thấy ánh đèn đuốc, thấy các cửa tiệm. Cô tới một khách điếm, định sáng mai cổng thành mở thì sẽ rời khỏi chốn này. Lúc này khách điếm vẫn đang sáng trưng đèn đuốc, lầu một còn vài thực khách ngồi phân tán. Cô nghe bọn họ đang thảo luận chuyện hôn sự của công chúa Chiêu Nguyên. Bọn họ nói rằng mấy ngày nữa công chúa sẽ bị gả đi hòa thân phương xa. Thảo nào một Tiểu Hầu gia vốn khắc kỷ phục lễ lại thất thố tới mức nhận nhầm cô thành công chúa, còn cưỡng ép cô. Cô che mặt lên lầu. Hừng đông tới rất nhanh, dưới lầu là dòng người hối hả qua lại. Cô chẳng thể chợp mắt nổi, trong đầu là những tâm sự nặng trĩu. Cô gọi tiểu nhị lấy cho ít son phấn, cố ý làm cho mình trông xấu đi rất nhiều rồi mới chuẩn bị ra khỏi thành. Khi tới cổng thành, từ xa cô thấy thị vệ hầu phủ đang chạy tới bên này. Bên cạnh có người thắc mắc, ồ, hầu phủ đang làm gì vậy nhỉ? Nghe nói đêm qua có một nha hoàn của hầu phủ bỏ trốn, Tiểu Hầu gia nổi trận lôi đình, nên giờ đang đi tìm nha hoàn kia đấy. Cô thầm dùng mình sợ hãi, vội rảo bước nhanh hơn, cũng may ra khỏi thành mà không bị kiểm tra. Ngay khoảnh khắc cô vừa bước chân ra khỏi cổng thành, đám thị vệ của hầu phủ kéo ngùn ngụt tới, bao quanh cửa thành, cũng chặn luôn đám người muốn ra. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa vang lên, hôm nay mọi người không được ra khỏi thành này. Là giọng của Tiểu Hầu gia. Chỉ nghe giọng thôi trong đầu cô đã hiện lên khuôn mặt tức giận tột độ của chàng. Chàng đích thân tới cửa thành để chặn cô. Cô không dám quay đầu, vội vã chạy thật nhanh. Trong lúc hốt hoảng, cô còn nghe thấy Tiểu Hầu gia kêu to, tuyết thời, tốt nhất là nàng tự bước ra đây, đừng để ta bắt được nàng, không thì hậu quả nàng không gánh chịu nổi đâu. Đây là lần đầu tiên cô thấy Tiểu Hầu gia tức giận như thế, nhưng may thay cô đã ra khỏi thành rồi. Sợ bị hầu phủ bắt được, cô một mạch xuôi nam, rồi định cư ở làng trài hẻo lánh nhất. Cô là người ngoài tới đây, mà người trong thôn đều rất bài ngoại, nên đối xử không thân thiện với cô lắm, mà cô cũng chẳng thèm để ý. Dần dần hàng xóm của cô là Trần Đại Nương thấy cô một mình lẻ loi, định làm mối cho cô, bèn giới thiệu cháu trai mình cho cô. Nhưng ánh mắt bà ta ánh lên sự toan tính rất rõ. Đơn giản là bà ta thấy cô một thân một mình, không cần làm lụng cũng có khoản tiền tiêu mãi không hết, nên muốn được chia phần. Bà ta kéo tay cô thao thao bất tuyệt, cháu trai của thẩm ấy à, là người thành thật chân chất. Bất kể là ra đồng cày ruộng hay xuống nước bắt cá thì cháu thẩm đều giỏi lắm. Mà quan trọng nhất là, nó, Trần Đại Nương ghé sát vào, hạ nhỏ giọng xuống, đảm bảo mai sau sẽ hầu hạ cháu thoải mái luôn. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên Tiểu Hầu gia, mặt cô tức thì đỏ phừng lên. Cô trừng mắt với Trần Đại Nương một cái, thẩm à. Thẩm ta cười ha ha, vỗ tay cô, có gì đâu mà, chờ mai thẩm dẫn nó tới cho cháu xem, đảm bảo cháu sẽ thích. Ngày hôm sau, đúng là Trần Đại Nương có dẫn người tới. Nhưng xem mắt không thành. Bởi vừa thấy người ta thì cô lại suýt ói ra, người ta tưởng cô chê nên nổi giận, đùng đùng bỏ về. Sắc mặt Trần Đại Nương có vẻ không tốt cho lắm. Trong lòng cô hoảng hốt, không giữ thẩm ấy lại lâu. Cô đi tìm thầy thuốc để khám bệnh. Quả nhiên cô đã mang thai, cô không bỏ đứa bé này. Số tiền cô lấy được từ chỗ Tiểu Hầu gia cũng đủ cho cô khỏi cần lo chuyện ăn mặc nửa đời sau, nuôi thêm một đứa bé cũng chẳng đáng là bao. Huống chi, có con là có thể đuổi đi hơn một nửa đám đàn ông không có ý tốt kia. Sau gần 10 tháng mang thai, cô sinh ra một cặp song sinh long phụng. Tỷ tỷ tên là Thời Ninh, đệ đệ là Thời Tự. Cô không có họ, nên chỉ có thể lấy một từ trong tên mình làm họ cho hai con. Trí nhớ của cô trước 10 tuổi đã bay biến theo một hồi sốt cao. Khi tỉnh lại, cô thậm chí còn chẳng biết tên mình là gì, mãi tới sau này tới hầu phủ, Tiểu Hầu gia mới đặt tên cho cô. Khi ấy rõ đang đầu xuân, chàng lại nói, tên của nàng là Tuyết Thời.
Từ đó về sau cô vẫn luôn dùng tên này. Nhưng dùng Tuyết làm họ thì có vẻ không hợp lắm. Chớp mắt đã 5 năm trôi qua, Thời Tự và Thời Ninh đều đến tuổi vỡ lòng, cô bèn chuyển lên trên trấn. Không chuyển thì còn được, vừa chuyển nhà là cô bị người ta tìm tới cửa. Thời Tự vốn nghịch ngợm, hay bày trò ở tư thục, nên ban đầu khi có người gõ cửa, cô còn tưởng người của trường tư thục tới. Nào ngờ vừa mở cửa ra thì đập vào mắt là một đội thị vệ đứng đều tăm tắp. Phản ứng đầu tiên của cô là tiểu hầu ra tìm thấy mình rồi. Nhưng bọn họ nhanh chóng nói rõ ý đồ, cô nghe mà bán tín bán nghi. Ý của các người rằng ta là con gái thất lạc của đương kim hoàng thượng, thất công chúa đương triều. Thị vệ dẫn đầu gật đầu đáp, thưa vâng, năm đó khi đang loạn lạc, công chúa vô tình biến mất. Mấy năm nay chúng thần vẫn luôn tìm kiếm công chúa. Đầu óc cô không kịp phản ứng. Cô chỉ biết trông cô rất giống công chúa Chiêu Nguyên, nhưng chưa hề nghĩ tới chuyện nàng ấy và cô lại là tỷ muội cùng mẹ. Trong cơn mơ hồ, cô và hai đứa bé được thị vệ đưa về kinh. Lúc ngồi trên kiệu liễn, Thời Tự nắm lấy tay cô, mẫu thân ơi, người là công chúa, vậy chẳng phải con là con trai công chúa. Thời Ninh trợn mắt, bảo đệ đọc sách mà đệ cứ đi bắt dế cơ, phải gọi là thế tử. Thời Tự khẽ phản bác, mẫu thân chúng ta chưa thành hôn mà đã có con, cái danh thế tử đó chưa chắc đã có đâu. Thời Ninh cũng nhỏ giọng lại, vậy chúng ta mà vào cung, chẳng phải là bị sỉ nhục bắt nạt sao? Hai nhóc con thảo luận chuyện cô chưa kết hôn đã sinh con không chút kiêng dè ngay trước mặt cô. Cuối cùng, hai đứa nó đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô, mẫu thân ơi, cha của chúng con là ai thế? Cô nhìn phía trước, im lặng không đáp. Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một bóng người vô cùng quen thuộc. Trái tim cô như ngừng đập. Trên đường về, cô có nghe nói, Tạ lão hầu gia chinh chiến nhiều năm, chịu vô số vết thương, đã nhường chức cho tiểu hầu gia Tạ Doãn thừa kế tước vị. Trước mắt, trên con đường trong cung rực màu đỏ thắm, Tạ Doãn với áo choàng màu đen, đứng chắp tay ở phía trước, đôi mắt màu đen trầm tĩnh luôn dõi theo cô. Chàng đứng yên tại đó, như đang chờ cô đi tới. Dần dần tới gần, cô thấy cơn giận bị đè nén trong đáy mắt chàng, dần tụ lại thành chút đỏ ửng nơi khóe mắt. Cô cứng ngắc rời mắt đi, không dám nhìn ngang ngó dọc, sau lưng đã mướt mồ hôi lạnh. Đột nhiên cô thấy có phần chột dạ. Thời Tự kéo ống tay áo cô, mẫu thân, ánh mắt người kia như thể muốn ăn thịt luôn mẫu thân ấy. Thời Ninh cảnh giác ra mặt, kẻ này có ý đồ không tốt. Cô trừng mắt hai đứa nó, ngậm miệng. Khi kiệu liễn đi tới trước mặt Tạ Doãn, chàng đột nhiên bước lên ngăn cô lại. Đôi mắt ấy khiến cô không chỗ trốn tránh. Chàng nghiến răng nghiến lợi nói, thất công chúa, ta thấy hai đứa bé bên cạnh nàng sao trông giống con ta thế. Trái tim cô giật thót, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Ta không quen ngài, không hiểu ngài đang nói gì. Tạ Doãn tức quá bật cười, không biết thần. Chàng đột nhiên giơ tay đè kiệu liễn của cô lại, lúc nói lời này, công chúa không thấy chột dạ sao. Cô siết chặt ống tay áo, bối rối không biết nên làm gì. Thời Ninh lập tức giơ tay đánh lên tay Tạ Doãn, ông là ai mà dám vô lễ với mẫu thân ta như thế? Giọng con nít nhưng lại đầy khí thế. Thời Tự cũng phụ họa theo, mẫu thân lưu lạc dân gian nhiều năm, vừa hồi cung là có vô số kẻ muốn leo lên đây mà. Hừ, muốn làm cha của chúng ta ư, cứ phải vượt qua được cửa ải của chúng ta trước đã. Nhìn hai đứa nhỏ che chở mình, cô không khỏi lệ rơi đầy mặt. Thời Ninh, Thời Tự, mẫu thân không thể không có hai đứa được. Thời Ninh lại nổi giận đùng đùng ra lệnh cho thái giám nâng kiệu và thị vệ đi theo, mẫu thân của ta là công chúa. Vốn cao quý vô song, đừng có thả lũ chó mèo vào đây, không thì các ngươi đều không yên thân đâu, còn không đi nhanh lên. Vâng vâng vâng, đám thái giám mới tiếp tục nâng kiệu bước đi. Tạ Doãn lùi ra sau một bước, phát ra tiếng cười khẽ không rõ hàm ý. Cô có thể cảm nhận được tầm mắt của chàng vẫn dính chặt lên người cô, cho đến khúc cua thì không còn nữa. Lúc này trái tim treo cao mới trở lại chỗ cũ. Kiệu liễn đi tới chỗ ở của cô ngẩng đầu nhìn tấm biển với ba chữ to, Điện Phù Dung. Lý Công Công theo hầu nói đây là cung điện cô ở từ nhỏ. Cô cố nặn nát óc để có chút ký ức về nó nhưng lại chẳng thu hoạch được gì. Cô xuống kiệu liễn bước vào trong điện. Thời Ninh và Thời Tự cũng đi theo, tò mò quan sát bốn phía. Lý Công Công nói, mời công chúa nghỉ ngơi ở đây trước. Lát sau hoàng thượng sẽ triệu kiến công chúa. Nếu người không có dặn dò gì khác, nô tài xin lui xuống trước ạ. Cô vẫy tay, Lý Công Công lập tức cung kính lui ra. Hắn đi rồi, Thời Tự không kìm nổi nữa. Oà, san hô to quá. Uầy, cái này mạ vàng nè. Oà, sau này nơi đây sẽ là chỗ ở của chúng ta rồi. Thời Tự thì sờ chỗ này mó chỗ kia, Thời Ninh thì trợn trắng mắt rồi bước tới chỗ cô. Cô có dự cảm bất ổn. Thời Tự nhắn nhít, Thời Ninh điềm tĩnh hơn nhiều, con bé cũng trí tuệ hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Quả nhiên con bé vừa mở miệng là đã hỏi, mẫu thân, người đàn ông vừa rồi là cha của bọn con ạ.
Thời Tự nghe thấy thế thì cũng không chạy lung tung nữa, mà cũng quay trở lại đây. Là ông ấy ạ à, mẫu thân, con thấy tỷ tỷ trông giống ông ấy lắm. Thời Ninh chừng Thời Tự một cái, đừng nói mấy lời suối quẩy thế chứ. Hai đứa bé nhìn chằm chằm làm lòng cô chột dạ, chỉ có thể thở dài đầy bất đắc dĩ. Chuyện là thế này. Cô kể chuyện cô làm nha hoàn ở hầu phủ, rồi bị Tạ Doãn coi làm thế thân cho hai đứa nghe. Thời Ninh chau mày, tỏ ra không vui, mẫu thân thật anh minh khi chạy trốn, loại đàn ông này không nhận được. Thời Tự thì nghiêm mặt lại, mẫu thân nên khoáng sạch cả hầu phủ luôn mới đúng. Cô và Thời Ninh đều trợn trắng mắt. Thời Tự không hiểu, con nói sai ạ. Cô vỗ đầu hai đứa, được rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước đã, lát nữa còn phải diện thánh đấy. Về người phụ thân là hoàng thượng kia, cô chẳng nhớ ra được gì. Chỉ là dọc đường về, cô có nghe được mấy thông tin rằng cả cô và công chúa Chiêu Nguyên đều là con của Quý Phi, mà Quý Phi là thanh mai của hoàng thượng. Hai người yêu thương nhau, nhưng Quý Phi lại qua đời vì khó sinh. Vậy nên hoàng thượng đã chuyển toàn bộ tình yêu của người cho Quý Phi lên cô và công chúa Chiêu Nguyên, rất nuông chiều chúng ta. Sau này, khi hoàng cung xảy ra loạn lạc, cô mất tích, hoàng thượng còn bệnh nặng một trận. Cô cẩn thận tính toán, năm loạn lạc đó là năm cô vừa tròn 10 tuổi. Mà năm cô tới hầu phủ cũng là 10 tuổi. Vậy có nghĩa không phải cô mất tích, mà là tới hầu phủ làm nha hoàn. Điều này cũng chứng tỏ tại sao hầu phủ lại kiêng kỵ người ngoài bàn tán về cô và công chúa Chiêu Nguyên. Hẳn là bọn họ biết thân phận của cô, vậy tại sao lại phải giấu cô đi chứ? Sau khi nghỉ ngơi và sắp xếp đồ đạc, cung nhân tới bẩm báo hoàng thượng triệu kiến bọn cô. Cô kéo hai con, dặn dò, chúng ta nếu muốn an ổn được trong hoàng cung này thì phải xem hai con có được hoàng thượng yêu thích không. Có lẽ hoàng thượng yêu thương cô, nhưng suy cho cùng cô chưa kết hôn đã sinh con khiến hoàng gia xấu hổ. Đừng nói tới chuyện cô mất trí nhớ hồi nhỏ. Hai đứa nó trịnh trọng gật đầu, ắt không nhục sứ mệnh. Chẳng biết tụi nó học được lời này từ chỗ nào, đúng là. Chẳng mấy chốc cung nhân dẫn đường đưa chúng ta tới ngoài điện dưỡng tâm. Thất công chúa tới, công chúa Chiêu Nguyên tới. Cô kinh ngạc quay đầu thấy công chúa Chiêu Nguyên được đám cung nhân vây quanh đang đi tới. Ung dung cao quý, khí thế đáng sợ. Đây là ấn tượng đầu tiên của cô về công chúa Chiêu Nguyên. Tỷ tỷ bước lên bậc thang, cuối cùng đứng lại bên cạnh cô, tầm mắt dừng trên người cô một lát rồi hạ xuống, nhìn hai đứa Thời Ninh Thời Tự. Con của muội muội đây sao? Cô gật đầu, thử gọi một tiếng, tỷ tỷ. Công chúa Chiêu Nguyên ngạc nhiên, nhưng nước mắt lại thoáng đong đầy vành mi. Tỷ tỷ khẽ của trách, đồ ngốc, sao khiến mình thảm hại vậy chứ? Cô vội lắc đầu, đang định giải thích thì công công trong điện dưỡng tâm bước ra bảo hai chúng ta vào. Thật ra cô cảm thấy cô sống cũng không thảm hại đến vậy. Lúc làm nha hoàn ở hầu phủ, cô được Tạ Doãn che chở, chẳng phải làm việc nặng nhọc gì. Sau này gom bạc bỏ trốn, cô cũng không làm khổ mình và con. Nên đâu có thảm hại lắm. Nhưng hiện giờ không có thời gian để giải thích. Khi vào điện dưỡng tâm, cô thấy hoàng thượng. Ngài ấy tuổi trên 50, tóc đã hoa râm, sắc mặt vốn nghiêm nghị nhưng khi thấy cô và công chúa Chiêu Nguyên thì lại trở nên ôn hòa thân thiết. Cô định hành lễ, ông lại vẫy cô, Minh Nguyệt, Tuyết Thời, mau tới để phụ hoàng xem nào. Cô ngoan ngoãn bước tới. Công chúa Chiêu Nguyên thì tự nhiên hơn hẳn, tỉ tỉ nắm tay hoàng thượng nói lời quan tâm sức khỏe ông, lải nhải đủ thứ. Hoàng thượng cười ôn hòa, trẫm còn khỏe lắm. Từ cuộc trò chuyện của họ, cô biết 5 năm trước công chúa Chiêu Nguyên hòa thân với tam hoàng tử của Bắc Nhung. Nay quân chủ của Bắc Nhung chết bệnh, các hoàng tử tranh đoạt vương vị, tam hoàng tử chết thảm, còn tỷ tỷ cửu tử nhất sinh chạy thoát về nước. Cô nhìn công chúa Chiêu Nguyên đang tỏ ra nhẹ nhàng, mà thầm thấy đau lòng cho tỷ tỷ. Hoàng thượng đột nhiên quay sang nhìn cô, sao Tuyết Thời không gọi? Phụ hoàng, trong giọng ông có chút run run. Lòng cô chợt dấy lên chút khổ sở, nghe vậy cô mới mở miệng, giọng hơi khàn đi, phụ hoàng. Hai ra, ông ôm cô và công chúa Chiêu Nguyên, vỗ vai bọn cô, nước mắt trào ra, mấy năm nay các con ta phải chịu khổ rồi. Lúc này Thời Ninh nói xen vào, hoàng ngoại tổ phụ, mẫu thân không khổ đâu. Mẫu thân có con và đệ đệ, chúng con sẽ bảo vệ mẫu thân. Lúc này hoàng thượng mới chú ý tới hai đứa con cô, ông bèn buông cô và công chúa Chiêu Nguyên ra, vẫy hai đứa tới. Cháu ngoan của trẫm, tới đây để trẫm nhìn nào. Hai đứa ngoan ngoãn bước tới, miệng thì dẻo vô cùng. Hoàng thượng mỗi tay ôm một đứa, được hai đứa nó dỗ mà lòng vui sướng. Cô không kìm được mỉm cười, chuyện này cũng không khó như cô nghĩ. Công chúa Chiêu Nguyên áp sát người cô, khẽ nhỏ giọng nói, phụ hoàng yêu thương chúng ta nhất, đương nhiên cũng yêu ai yêu cả đường đi. Muội muội không cần phải lo đâu. Có điều, cái tên xấu xa khiến muội muội mang thai là ai? Công chúa Chiêu Nguyên trầm giọng xuống, để tỷ tỷ đi làm thịt tên đó. Đúng lúc này công công tới bẩm báo, bẩm hoàng thượng, Tạ hầu ra cầu kiến.
Khi Tạ Doãn bước vào thì Thời Ninh đang mài mực cho hoàng thượng, Thời Tự ở trong lòng ông chọc cười ông. Cô và công chúa Chiêu Nguyên đứng ở một bên. Vừa vào là ánh mắt Tạ Doãn đã tự động ghim lên người cô lập tức cúi đầu nhìn mũi giày. Công chúa Chiêu Nguyên nhận ra sự khác thường của cô, lén hỏi, tỷ tỷ nghe nói muội muội từng làm nha hoàn ở hầu phủ. Không lẽ hắn từng bắt nạt muội muội sao? Cô không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Liệu tỷ tỷ có biết Tạ Doãn thích tỷ ấy không? Liệu tỷ tỷ có thích Tạ Doãn không? Bình tĩnh mà xét thì khi biết mình chỉ là kẻ thay thế cho tỷ tỷ, trong lòng cô cũng sinh chút oán hận. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, cô đã buông bỏ Tạ Doãn, đương nhiên cũng không trách tỷ tỷ nữa. Càng đừng nói giờ tỷ tỷ còn là tỷ tỷ ruột của cô. Tình cảm dành cho tỷ tỷ gái sao có thể so sánh với một tên đàn ông cơ chứ? Cô ghé sát vào tỷ tỷ, hạ nhỏ giọng xuống, trước khi đi hòa thân, tỷ tỷ có người trong lòng không? Công chúa Chiêu Nguyên thoáng suy tư rồi gật đầu đáp, có. Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng cô, ai vậy ạ? Là Tạ Doãn ư? Tạ Doãn đã coi cô là kẻ thay thế cho tỷ tỷ rồi, không thể lấy loại đàn ông này được đâu. Công chúa Chiêu Nguyên đang định đáp thì giọng của Tạ Doãn cắt ngang. Bẩm hoàng thượng, cửu hoàng tử Bắc Nhung đăng cơ, có gửi thư báo triều ta gửi trả lại công chúa Chiêu Nguyên, nói công chúa là biểu tượng gìn giữ hòa bình cho hai nước. Cô chú ý thấy khi nhắc tới cửu hoàng tử Bắc Nhung thì sắc mặt công chúa Chiêu Nguyên tái nhợt đi. Tỷ tỷ đang sợ, cô do dự nắm lấy tay tỷ tỷ, đưa mắt an ủi tỷ tỷ. Tỷ tỷ gượng cười với cô, tỷ tỷ không sao. Một tiếng rầm vang lên, hoàng thượng vỗ mạnh lên bàn một cái. Lúc muốn công chúa chôn cùng thì sao không nói con bé là biểu tượng hòa bình đi. Chúng chỉ đang tìm cớ để xuất binh mà thôi. Truyền lệnh trẫm, bảo cố tướng quân lập tức chỉnh đốn binh mã, đi tới biên cảnh. Nếu Bắc Nhung dám xâm phạm, đánh cho chúng không còn mảnh giáp. Rõ, hoàng thượng vẫy tay, lui ra đi. Thần, còn một chuyện nữa. Tạ Doãn đột nhiên quay sang nhìn cô. Cô thầm thấy bất ổn. Thần muốn xin cưới thất công chúa, mong hoàng thượng ân chuẩn. Đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở của mọi người. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Thời Tự đã gào lên. Không cho, con không cho. Nó nổi giận nhảy xuống khỏi trong lòng hoàng thượng, đôi tay nhỏ chống nạnh, cực kỳ khí thế. Mẫu thân ta vừa hồi cung thì ngươi lại tới cầu hôn, ắt hẳn có ý đồ xấu. Nói đi, ngươi có mục đích gì? Thời Ninh cũng chắn trước mặt cô, mẫu thân lưu lạc dân gian nhiều năm, chịu mọi gian khổ, nay vất vả lắm mới được hồi cung. Lúc về đến đây người còn nói cho chúng ta là phải tận hiếu với hoàng ngoại tổ phụ cơ mà, thế này. Con bé ra vẻ đầy đáng thượng nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng lập tức mềm lòng, chuyện này bàn sau, ái khanh lui ra trước đi. Tạ Doãn thở dài, vâng, thần xin cáo lui. Khóe miệng cô dương lên khó mà ép xuống được. Cô vừa ngước mắt thì lập tức đụng phải tầm mắt của Tạ Doãn. Cô vờ như không phát hiện. Tạ Doãn đi rồi, bọn cô dùng bữa với hoàng thượng rồi mới ra khỏi điện dưỡng tâm. Hoàng thượng hạ chỉ thưởng phong hào cho cô là hòa di, thưởng cho hai con cô làm thế tử và quận chúa, khiến chúng nó cực kỳ sung sướng. Lúc trở lại điện Phù Dung, hai con nằm trên giường với cô, lải nhải liên hồi. Mẫu thân, con thích hoàng ngoại tổ phụ. Mẫu thân, cái ông hầu gia kia muốn cưới người, nhưng người yên tâm. Người không gật đầu, chúng con chắc chắn không nhận người cha này. Mẫu thân không gật đầu đâu, ông ta coi mẫu thân làm thế thân, mẫu thân không quyến luyến ông ta đâu. Cô vỗ về hai đứa, được rồi, nên ngủ thôi. Sau khi dỗ hai đứa ngủ xong, cô nhìn nóc giường mà suy tư. Hóa ra cô có họ. Cô họ Tống, Tống Tuyết Thời. Tống Thời Ninh, Tống Thời Tự. Nhìn hai tỷ muội ngủ ngon lành, cô khẽ mỉm cười. Hôm sau, cô để cung nhân dẫn Thời Ninh Thời Tự đi chơi, còn mình thì đi tìm tỷ tỷ. Cô phải làm cho rõ người trong lòng tỷ tỷ là ai. Hai tỷ muội bọn cô không thể nào đều rơi vào tay Tạ Doãn được. Nhưng không ngờ cô vừa tới cửa điện Thiều Hoa thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa. Cô vội dừng bước, nấp vào một chỗ. Tạ Doãn và tỷ tỷ cô đứng trong đình viện. Tạ Doãn đưa lưng về cô nên cô không thấy sắc mặt chàng như thế nào. Nhưng tỷ tỷ thì hốc mắt ửng đỏ, cố gắng duy trì dáng vẻ công chúa. Tạ Doãn lấy một ngọc bội ra khỏi ống tay áo rồi đưa cho tỷ tỷ. Vì cách khá xa nên cô không nghe rõ chàng nói gì, chỉ loáng thoáng nghe được mấy từ. Hôm qua, không có cơ hội, công chúa. Ý hẳn là hôm qua không có cơ hội ở riêng với tỷ tỷ cô nên chưa đưa cho tỷ tỷ được. Khoảnh khắc nhìn thấy ngọc bội, tỷ tỷ lập tức rưng rưng nước mắt, cơ thể lung lay như sắp ngã. Cô không nấp được nữa, vội vã lao ra. Tạ hầu gia hãy tự trọng. Cô kéo tỷ tỷ ra sau người, căm tức nhìn Tạ Doãn, hôm qua vừa mới nói muốn cưới ta, nay lại tặng ngọc bội cho tỷ tỷ gái ta. Tạ Doãn, ngươi có ý gì? Thấy cô đến, Tạ Doãn sửng sốt, nhưng sau đó lập tức mắt sáng ngời, khóe miệng dương cao. Thất công chúa đang ghen ư?
dáng vẻ này của chàng giống y lúc trêu ghẹo cô khi trước. Cô lập tức khó thở, bèn nói bừa, một gã đàn ông thay đổi thất thường, đứng núi này trông núi nọ đáng để ta ghen ư. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Cô trợn mắt chừng Tạ Doãn rồi kéo tỷ tỷ đi vào nội điện. Lúc cô đang suy nghĩ xem nên khuyên tỷ tỷ thế nào, tỷ tỷ lại mở miệng trước, muội muội thích Tạ hầu gia. Cô bèn lắc đầu như chống bỏi, nào có. Tỷ tỷ khẽ cười, vậy muội muội ghen gì chứ? Cô trợn tròn mắt, tỷ tỷ à, sao tỷ tỷ cũng nghĩ là muội muội đang ghen vậy? Tỷ tỷ nghiêng đầu, có phần buồn cười, muội muội không ghen thì là gì? Lúc trước Tạ Doãn đã thích bám muội muội rồi. Muội muội ngoài miệng nói không cho hắn đi theo, nhưng lại không cho phép hắn rời đi dù chỉ nửa bước, lại hay cậy mình là công chúa bắt nạt hắn. Lúc trở về đây, tỷ tỷ nghe nói muội muội từng làm nha hoàn ở hầu phủ, sợ Tạ Doãn thù dai đi bắt nạt muội muội. Giờ xem ra có khi là muội muội bắt nạt hắn ấy chứ. Cô vội lắc đầu, không phải đâu tỷ tỷ. Cô do dự chốc lát rồi vẫn quyết định nói cho tỷ tỷ biết. Trong phòng ngủ của Tạ Doãn có một mật thất, bên trong có treo một bức họa của tỷ tỷ, hắn thích tỷ tỷ đó. Khi đó muội muội làm nha hoàn cho hắn, hắn coi muội muội làm thế thân cho tỷ tỷ. Sắc mặt tỷ tỷ dần lạnh xuống, bức họa của tỷ tỷ. Cô gật đầu thật mạnh, tối đó có cung yến, hắn đi dự rồi uống quá nhiều, về ôm muội muội gọi tên tỷ tỷ, lúc ấy muội muội mới biết mình là thế thân nên bỏ trốn ngay trong đêm. Tỷ tỷ nói một câu trúng phóc, nên hai đứa con của muội muội là của hắn. Tỷ tỷ à, xin tỷ tỷ đừng nhạy bén như vậy có được không? Cô cúi đầu đan tay vào nhau, hôm qua muội muội có hỏi tỷ tỷ có người trong lòng không, muội muội sợ tỷ tỷ bị hắn lừa dối, muội muội. Tỷ tỷ cắt ngang lời cô, muội muội hiểu lầm rồi, người trong lòng tỷ tỷ không phải hắn, ngọc bội đó cũng không phải của hắn tặng tỷ tỷ, là tân quân Bắc Nhung gửi kèm thư để hắn đưa cho tỷ tỷ. Cô ngẩng đầu, quả nhiên tỷ tỷ sầm mặt, tay tỷ tỷ siết chặt ngọc bội kia. Cô biết 5 năm hòa thân ấy tỷ tỷ chắc chắn phải chịu muôn vàn gian khổ. Nay tam hoàng tử đã chết, tân quân Bắc Nhung vẫn không chịu bỏ qua cho tỷ tỷ. Cô dè dặt hỏi, ngọc bội kia là có ý gì ạ? Tỷ tỷ cất ngọc bội đi, không có ý gì, dù sao tỷ tỷ cũng không trở lại nơi đó. 5 năm trước triều đình bất ổn, phụ hoàng không thể không đưa tỷ tỷ đi hòa thân để bảo vệ sự yên ổn cho triều ta. Nay bất kể binh lực hay tài lực thì triều ta đều hùng mạnh xưa nay chưa từng có, hoàn toàn không sợ Bắc Nhung. Bọn họ muốn chiến thì cứ tới. Cô cầm tay tỷ tỷ, vâng, phụ hoàng không để tỷ tỷ phải chịu khổ nữa đâu. Tỷ tỷ nhìn cô, mỉm cười, muội muội cũng thế, chuyện giữa muội muội và Tạ Doãn thì hãy suy nghĩ cho kỹ. Có nghi vấn gì thì đi hỏi hắn, tỷ tỷ có thể cam đoan với muội muội, người trên bức họa trong mật thất nhà hắn không phải tỷ tỷ. Cô vừa định hỏi tại sao thì tỷ tỷ đã đẩy cô ra, nói tỷ tỷ mệt cần nghỉ ngơi. Thấy cảm xúc tỷ tỷ không tốt lắm nên cô không truy hỏi gì thêm. Chỉ là, người trên bức họa kia không phải tỷ tỷ, vậy chẳng lẽ lại là cô? Cô chợt nhớ ra nếu hồi nhỏ cô chơi thân với Tạ Doãn, vậy lúc cô đi hầu phủ làm nha hoàn, không có chuyện chàng không biết cô. Và lại ngay từ đầu chàng đã nói, tên của nàng là Tuyết Thời. Rất rõ ràng là chàng biết thân phận của cô, vậy tại sao hầu phủ phải giấu giếm? Cô mang theo nghi ngờ ra khỏi điện Thiều Hoa, lại thấy được Tạ Doãn ở ngay cửa. Chàng tựa vào tường, thấy cô ra thì mới đứng thẳng dậy. Giờ phút này, sự điềm tĩnh được rèn giũa trốn quan trường trên người chàng đã bay biến, chàng lại biến thành vị tiểu hầu gia hăng hái khi xưa. Thần vẫn luôn muốn tìm công chúa Hòa Di để tâm sự, nhưng không có cơ hội. Chàng bước tới phía cô, miệng mỉm cười. Cô suy nghĩ rồi gật đầu, được, chúng ta nói chuyện đi. Hồ Thiên Lý yên lặng lại râm mát, Tạ Doãn và cô sóng vai đi trên cầu. Cô hỏi Tạ Doãn, hầu phủ vẫn luôn biết thân phận của ta, đúng không? Ừm, vậy sao không nói cho phụ hoàng của ta? Tạ Doãn nghiêng đầu nhìn cô, sao nàng biết phụ hoàng của nàng không biết? Cô hơi ngạc nhiên, không khỏi níu lấy ống tay áo Tạ Doãn, trong trận loạn lạc năm đó, chuyện gì đã xảy ra? Tạ Doãn dừng lại, rũ mắt nhìn tay cô, rồi đột nhiên giơ tay nắm chặt lấy tay cô. Ngay khi cô muốn giãy ra, chàng nói, nàng có biết tiên hoàng hậu và dòng tộc Kiều Thị không? Tạ Doãn kể, lúc phụ hoàng mới đăng cơ, căn cơ bất ổn, giang sơn rối loạn, khi ấy Kiều thừa tướng độc đại triều chính. Vì để ổn định giang sơn, người không thể không cưới con gái Kiều gia làm hoàng hậu, còn mẫu phi của cô làm quý phi. Ngoại thích Kiều gia nhúng tay vào chính sự, phụ hoàng một lòng muốn diệt trừ Kiều gia nên đã thầm chủ tính nhiều năm. Mà đúng lúc ấy, mẫu phi của cô có thai. Vì bị hoàng hậu hãm hại, mẫu phi sinh hạ cô và tỷ tỷ rồi buông tay từ trần. Tạ Doãn nói may là cô và tỷ tỷ đều là con gái, không thì e là khó sống sót qua một tuổi. Cô và tỷ tỷ vừa sinh ra không lâu thì hoàng hậu mang thai, sau sinh ra một con trai, nhưng mãi không được phong làm thái tử.
dòng tộc Kiều Thị thấy phụ hoàng cưng chiều cô và tỷ tỷ, bèn nương thiên tai năm đó bảo Khâm Thiên dám khẳng định cô là tai tinh. Chỉ khi xử tử tai tinh rồi, thiên hạ mới có thể thái bình. Thế là vạn dân dâng huyết thư ép phụ hoàng xử tử cô. Mà vua ngoại bang thấy trong kinh rối loạn, bèn lợi dụng danh nghĩa xử quyết tai tinh giấy binh áp sát hoàng cung. Lúc đó dù Kiều thừa tướng bất hòa với phụ hoàng, nhưng cũng không muốn chấp tay dâng giang sơn cho kẻ khác, nên cũng coi như tận tâm tận lực che chở phụ hoàng. Cuối cùng dưới mũi đao nhọn thiết huyết của lão hầu gia, loạn thần tặc tử đều bị diệt sạch. Cũng đúng lúc này, phụ hoàng nhân cơ hội tuyên bố là cô đã chết trong trận cung biến này. Mà thực tế người muốn cô trốn đi, chờ giải quyết được Kiều gia thì mới đón cô về. Nhưng nào ngờ lúc cung biến, thị vệ che chở cô bỏ trốn lại gặp bắt chắc bỏ mình, cô ngã xuống vách núi, bị thương nặng hôn mê. Tới khi tỉnh lại, cô lết cơ thể trọng thương leo ra khỏi đáy vực, đúng lúc gặp lũ buôn người vừa đi bán người về. Bọn họ thấy cô trông không tầm thường, có thể bán được giá hời, bèn đưa cô về. Bọn họ chỉ chữa trị sơ qua cho cô, không muốn chi quá nhiều ngân lượng, cũng vì thế cô bị sốt cao, dẫn tới mất trí nhớ, nhưng may là giữ được mạng. Đúng lúc đó người của hầu phủ tìm được cô, mua cô về. Chuyện sau đó thì nàng cũng biết rồi. Khi ấy gia tộc Kiều Thị vẫn còn, cha chỉ có thể hạ lệnh cưỡng chế không cho nàng ra ngoài, cũng không dám báo cho hoàng thượng. Chờ khi hoàng thượng nhổ được tận gốc Kiều Thị thì đã là 8 năm sau. Gia tộc Kiều Thị có gốc rễ ăn sâu, hành vi này của phụ hoàng chẳng khác nào tự chặt tay mình. Đương lúc cần nghỉ ngơi dưỡng sức thì Bắc Nhung đưa ra yêu cầu hòa thân. Nếu không hòa thân thì ắt phải đánh một trận. Mà lúc đó triều đình không thể gánh được trận chiến này, nên tỷ tỷ cô bị ép đi hòa thân. Cũng đêm đó, lão hầu ra báo cho hoàng thượng tin cô còn sống. Chỉ có điều, Tạ Doãn nhìn chằm chằm cô, trong mắt toát lên sự ấm ức và trách móc. Khi cha dẫn hoàng thượng kích động tới viện của ta để tìm nàng, thì nàng bỏ trốn, còn tìm mãi không thấy. Ta bị phụ thân cho một trận no đòn, thừa sống thiếu chết. Chàng lắc lắc tay cô, nói đầy tủi thân, công chúa điện hạ, tại sao lúc ấy nàng lại phải chạy trốn chứ? Chẳng lẽ là vì ta cưỡng ép nàng nên nàng giận ư? Mà khi đó chúng ta đều thương yêu nhau, mẫu thân đã đồng ý mai sau nàng sẽ gả cho ta rồi. Dù ta có sai đi chăng nữa thì nàng cũng không nên bỏ chạy mà không nói lời nào chứ. Chẳng lẽ, Tạ Doãn ấp úng, nàng không hài lòng. Cô vội ho hai tiếng cắt ngang lời chàng, rồi gạt tay chàng ra, đưa lưng về phía chàng. Cô cẩn thận hồi tưởng cảnh tượng đêm đó. Sau khi nhìn thấy bức họa kia, cô tự cho rằng Tạ Doãn coi cô là người thay thế, nên tự động lược qua những lời chàng nói sau đó. Mặc dù chàng gọi cô là công chúa điện hạ, nhưng lại nói muốn uống canh giải rượu, vậy chứng tỏ chàng biết đó là cô. Chỉ là có lẽ chàng say quá nên quên che giấu thân phận cô. Chậc, hóa ra tất cả mọi chuyện là do cô hiểu lầm ư. Sau đó cô bỏ chạy tận 5 năm, còn luôn một lòng cho rằng Tạ Doãn là một gã xấu xa thay đổi thất thường. Cô cắn môi, rối rắm, không biết giờ nên nói gì. Tạ Doãn đột nhiên quay người cô lại, công chúa điện hạ, nàng thật sự không hài lòng ư. Thân hình cao lớn nóng bỏng áp sát, cô sợ hãi lùi ra sau, lưng tựa lên lan can cầu. Tạ Doãn giơ tay ôm lấy cô, cúi đầu hỏi tiếp, sao không trả lời ta? Ta, chuyện này, sao mà mở miệng được chứ? Tạ Doãn ghé sát vào bên tai cô, nói với ngữ khí mập mờ, công chúa điện hạ cho thần một cơ hội nữa, được không? Đúng lúc này, buông mẫu thân ra. Thời Ninh và Thời Tự như đạn pháo lao tới, đẩy Tạ Doãn ra, che chở cô sau người. Cô lại rơi nước mắt, hu hu hu, mẫu thân không thể không có các con. Thời Ninh mắng Tạ Doãn, đồ dê sồm, thanh thiên bạch nhật mà lại dám bắt nạt mẫu thân, trong mắt ngươi có còn vương pháp không? Thời Tự thì vung nắm đấm đánh lên đùi Tạ Doãn, còn cảm thấy chưa đã, nó lại giơ chân đạp chàng một cái thật đau. Ta phải bảo hoàng ngoại tổ phụ trị tội ngươi, chém ngươi làm 8 khúc, ngũ mã phanh thây. Cô giữ Thời Tự lại, con bình tĩnh chút. Xin hầu gia tự trọng, mọi chuyện trước đây đã là dĩ vãng, ta đã buông bỏ rồi, cũng mong hầu gia có thể buông được. Nghe vậy, sắc mặt Tạ Doãn trầm xuống. Công chúa nói vậy là có ý gì? Bội tình bạc nghĩa. Cô suýt thì cắn phải đầu lưỡi, nhưng không thể không kiên trì nói tiếp. Mấy năm một mình nuôi nấng hai tỷ muội chúng nó, ta đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Chút mến mộ của ta dành cho hầu gia cũng tan thành mây khói rồi, kính xin hầu gia đừng dây dưa ta nữa. Cô định đi, nhưng Tạ Doãn lại chặn cô lại, ánh mắt dần trở nên nặng nề. Là không tin vào tình yêu, hay đã có kẻ khác? Cô nhíu mày, nếu hầu gia cố níu giữ, đừng trách ta báo cho phụ hoàng. Cô kéo hai tỷ muội Thời Ninh lướt qua người Tạ Doãn trong ánh mắt âm u của hắn, bước thẳng đi không hề quay đầu. Ban đầu cô hiểu lầm thì sao chứ? 5 năm đã đủ để cô buông bỏ được Tạ Doãn rồi. Nay cô đủ nếp đủ tẻ, lại là công chúa được phụ hoàng yêu thương, sao còn cần đàn ông nữa?
trở lại điện Phù Dung, hai con quầy quanh cô. Thời Ninh nói với vẻ nghiêm túc, mẫu thân, người hãy nói thật lòng đi, có phải người hối hận, lại cảm động rồi đúng không? Thời Tự thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mẫu thân à, người đừng có thấy ông ta trông tuấn tú mà lại lún sâu chứ. Có một số người trong lòng xấu, bề ngoài có đẹp đến mấy vẫn xấu xa thôi. Khụ khụ, nào có. Hôm nay hai đứa đi đâu chơi? Cô gượng cười chuyển chủ đề. Đôi khi con cái thông minh quá cũng không phải chuyện tốt gì. Hôm nay cung nhân dẫn tụi con đi xem học viện hoàng gia, nói là hoàng ngoại tổ phụ hạ lệnh từ ngày mai chúng con sẽ tới đó học. Sắc mặt Thời Ninh còn bình thường, nhưng Thời Tự thì mặt đã tái nhợt, lập tức gào lên. Con không muốn tới trường, không muốn đâu. Con đã thành thế tử rồi sao còn phải đi học chứ? Con muốn làm hỗn thế ma vương. Bép, Thời Ninh cho một cái tát, thế giới lập tức yên tĩnh. Cô cười nói, tới học viện thì phải khiêm tốn chút. Mặc dù mẫu thân là công chúa, nhưng người tới đó học đều có quyền có thế. Mẫu thân sợ chọc phải chuyện lớn, hiểu chưa? Mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ trông chừng muội muội. Hu 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 mẫu thân, hu 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 tỷ tỷ à, hu 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 con không muốn. Ối, lại một cái tát nữa. Thời Tự dưng dưng đổi lời, con thích đi học. Cô vuốt đầu thằng bé, học xong mẫu thân sẽ tới đón các con, nấu món ngon cho con ăn. 5 năm qua, không nói những thứ khác, cô coi như đã tự luyện cho mình một tay nghề nấu nướng khá ổn. Nuôi hai con trắng trẻo mập mạp. Mẫu thân, con muốn ăn vịt rán giòn. Con muốn bánh nghìn tầng. Được. Sau khi dỗ dành được hai con xong, cô lo lắng Tạ Doãn sẽ không từ bỏ cô dễ dàng. Nào ngờ nửa tháng liên tục chàng đều không tới tìm cô. Trái tim thấp thỏm của cô mới dần bình tĩnh lại. Ngày hôm đó, cô vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hai con. Cô vừa quay người lại thì bị một tên thái giám che miệng, rồi ép lên tường. Cô lướt qua sau lưng hắn, đám cung nữ thái giám đã ngã rạp dưới đất. Cô thầm rùng mình, tự ép bản thân phải tỉnh táo. Thái giám che mặt, nhưng từ đôi mắt hõm sâu kia cô biết hắn không phải người kinh thành. Lại thêm vóc dáng hắn khá cao lớn, bàn tay có vết chai, trông có vẻ giống người Bắc Nhung. Khoảng thời gian trước, Bắc Nhung tuyên bố nếu không giao công chúa Chiêu Nguyên thì sẽ khai chiến. Nếu người này dám lẻn vào thâm cung, lại còn nghênh ngang bắt cô, chứng tỏ hắn không sợ bị phát hiện. Hoặc là dù có phát hiện thì cũng không uy hiếp được hắn, e là thân phận hắn không đơn giản. Khi nhìn thấy mặt cô, trong mắt hắn chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, giống quá. Hắn hạ giọng hỏi, công chúa Chiêu Nguyên ở đâu? Cô gật đầu tỏ vẻ mình có biết. Đừng vờ vịt, ta bóp chết cô dễ như bóp chết một con kiến. Cô hoảng sợ nhìn hắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn khẽ buông cô ra, dẫn đường. Cô điên cuồng suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ. Cô run rẩy đi trên con đường trong cung. Điện Thiều Hoa của tỷ tỷ nằm ngay bên cạnh điện Phù Dung, nhưng cô không đi theo hướng đó. Mục tiêu của hắn là tỷ tỷ, nếu gặp tỷ tỷ có khi lại xảy ra chuyện không thể khống chế nào đó. Mà câu giống quá kia cho thấy hẳn là hắn biết thân phận của cô, chắc là sẽ không thực sự giết cô. Đi theo phía bên này là sẽ qua học viện hoàng gia, giờ đã đến giờ nghỉ, e là sẽ gặp hai con mình. Cô bèn dẫn người đàn ông kia rẽ vào một tòa cung điện trống không người ở. Chỗ này à? Ngữ khí của hắn đầy uy hiếp. Cô giải thích, con gái và con trai ta tan học bây giờ, nếu bị bắt gặp e là không tốt. Lúc này bên ngoài điện vang lên giọng của Thời Tự. Tỷ tỷ ơi, không biết hôm nay mẫu thân nấu món gì ngon nhỉ? Tỷ tỷ nói xem, chúng ta dẫn hầu ra trở về thế này, liệu mẫu thân có tức giận không? Là muội muội chứ không phải chúng ta. Giọng Thời Ninh có phần tức giận. Tạ Doãn cười khẽ, công chúa mà tức giận thì ta sẽ chịu trách nhiệm, ắt không liên lụy hai đứa đâu. Cô sửng sốt, không rõ Thời Tự làm hòa với Tạ Doãn từ khi nào. Gã đàn ông kia lập tức bịt miệng cô, tựa vào bức tường cung điện lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cách một bức tường, cô nghe thấy hai con và Tạ Doãn dần đi xa, không nghe thấy tiếng bước chân nữa. Trái tim lo lắng dần dịu xuống, đồng thời cô không khỏi lo cho tình cảnh bản thân. Đi! Gã đàn ông kia ép cô đi ra, nhưng vừa mở cửa thì lại bắt gặp ánh mắt đầy tươi cười của Tạ Doãn. Đi chỗ nào vậy quân chủ Bắc Nhung? Cô ngẩn ra, gã đàn ông này chính là quân chủ của Bắc Nhung. Hắn lại tự mình đến đây, đến tìm tỷ tỷ. Trong thoáng chốc, Tạ Doãn đã ra tay. Quân chủ Bắc Nhung đẩy cô ra, nghênh đón Tạ Doãn. Đồng thời cấm quân cũng đồng loạt xông vào. Hai con lập tức đi tới cạnh cô. Mẫu thân, người không sao chứ ạ? Cô lắc đầu, không sao. Bên kia, chiêu nào chiêu nấy của Tạ Doãn đều rất hung hãn, nhắm thẳng vào tính mạng. Quân chủ Bắc Nhung thì hơi vướng tay, bị chàng tung một chưởng đánh trúng ngực, làm hắn phun ra một búng máu. Hai người dừng lại, cấm quân lập tức bao vây quân chủ Bắc Nhung. Tay áo Tạ Doãn không gió mà bay, khí thế bùng phát khiến người ta sợ hãi.
không biết quân chủ Bắc Nhung cải trang giả dạng lẻn vào hoàng cung là để làm gì. Quân chủ Bắc Nhung bỏ mũ xuống, để lộ khuôn mặt góc cạnh, khí thế không hề thua kém Tạ Doãn. Lúc này tỷ tỷ cô vội vàng chạy tới. Khoảnh khắc nhìn thấy tỷ tỷ, quân chủ Bắc Nhung lập tức nở nụ cười như muốn câu hồn. Đã lâu không gặp, chị dâu. Phụ hoàng nhanh chóng triệu kiến quân chủ Bắc Nhung. Cô cũng đi theo chờ ở ngoài ngự thư phòng. Sắc mặt tỷ tỷ có vẻ không ổn lắm, cô muốn hỏi tỷ tỷ bị sao, nhưng lại ngại nơi đây nhiều người. Lúc ra, Tạ Doãn cúi người hành lễ với tỷ tỷ, công chúa Triều Nguyên, hoàng thượng tuyên người vào. Tỷ tỷ hít vào một hơi thật sâu, nhấc chân bước vào. Tỷ tỷ, cô giơ tay nhưng bị Tạ Doãn cản lại. Chàng lắc đầu với cô. Cô bèn hỏi, có chuyện gì vậy? Tạ Doãn đáp, mấy ngày trước ta nhận được mật báo nói quân chủ Bắc Nhung bảo sẽ khai chiến, đồng thời lại cả trang lẻn vào kinh thành. Theo ta đoán là hắn sẽ vào cung tìm công chúa Chiêu Nguyên, nên vẫn ở lại trong cung điều tra. Để thuận tiện điều tra và bảo vệ công chúa điện hạ, ta đã xin hoàng thượng phong ta làm thầy dạy học ở học viện hoàng gia. Trái tim cô giật thót, đây hẳn không chỉ vì điều tra đâu chứ. Quả nhiên Tạ Doãn cười rất tươi, mấy ngày nay, thời tự và ta coi như khá hòa hợp nhau. Cô lùi ra sau một bước, nghiến răng nghiến lợi nói, hầu gia, xin hãy tự trọng. Cô đang bảo sao không thấy chàng tới tìm mình, hóa ra là ra tay với thời tự mà. Mấu chốt là chàng đã làm thế nào dỗ hai đứa nó lừa cô chứ. Tạ Doãn bước lên, sao công chúa điện hạ không hỏi xem thời tự đã nói gì với ta. Cô không cần hỏi cũng biết, thời tự chính là cái loa. Cô lùi ra sau, lưng áp vào cây cột. Tạ Doãn bước tới cách cô một bước thì dừng lại, chàng ngừng cười, nói mà giọng có phần xót xa, cho dù không nhớ rõ. Nhưng nàng vẫn giống như hồi nhỏ, có vấn đề gì là định tội ta luôn, cũng chẳng thèm hỏi ta nửa lời. Chàng nhìn cô với ánh mắt bi thương, tuyết thời, nàng tin ta một lần nữa thì có làm sao đâu, ta thật sự. Không đáng để nàng tin tưởng đến thế ư. Cô giật giật cánh môi, lại không phát ra được âm thanh nào. Tạ Doãn gượng cười giải thích, người trong bức họa đó là nàng, không phải công chúa Chiêu Nguyên. Công chúa Chiêu Nguyên thích màu đỏ, mà nàng ưng màu vàng nhạt. Lúc chúng ta cùng tới học viện, mọi người đều biết ta thích bám nàng, nàng thích bắt nạt ta. Bộ cung trang màu vàng nhạt đó là quà cho lễ cập kê mà nàng đòi ta, có điều sau này. Nàng không có cơ hội mặc, ta sợ nàng nhớ ra sẽ cảm thấy mất mát, nên mới vẽ thành họa. Nhưng không ngờ lại tạo ra hiểu lầm đến thế. Ta chưa bao giờ coi nàng làm người thay thế, ta vẫn luôn thích nàng. Tạ Doãn hạ nhỏ giọng, như rất khổ sở, 5 năm trôi qua, nàng nói nàng đã buông bỏ ta rồi, nhưng công chúa điện hạ. Chàng nhìn cô, khóe mắt ửng đỏ, ta không buông được. Chàng hạ thấp giọng như là đang nỉ non, ta không buông được, phải làm sao đây? Tạ Doãn siết chặt bàn tay buông bên người, cơ thể hơi run rẩy. Trong lòng cô chợt thấy đau lòng, lại nhớ tới những sự tốt đẹp chàng dành cho cô. Ngay lúc cô định mở miệng, chàng đột nhiên xoay người đưa lưng về phía cô, giọng run run. Xin lỗi công chúa điện hạ, thần thất lễ. Nhìn bóng lưng chàng, trong lòng cô bị sự tự trách bao trùm. Có phải lúc trước cô mà hỏi thêm một câu, liệu sẽ không? Thần có chuyện quan trọng cần làm, thần xin đi trước. Chàng lảo đảo bước đi như đang chạy trốn. Tỷ tỷ đã đi ra từ lúc nào chẳng hay, đứng bên người cô, nói lời khuyên nhủ, năm đó cùng biến. Có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm phụ hoàng và lão hầu gia, lúc ấy hầu phủ rất mạo hiểm để cứu muội muội. Nếu bị gia tộc Kiều thị phát hiện, không chỉ muội muội mà cả hầu phủ cũng bị vạ lây. Cô lờ mờ nhớ lúc ấy cô sắp bị hầu phu nhân bán đi, có lẽ khi đó bà ấy đã biết thân phận của cô, nên định đuổi cô đi để tránh chuyện hầu phủ bị liên lụy. Khi đó hầu gia xuất chinh, Tạ Doãn đã phải quỳ 3 ngày mới giữ cô lại. Tỷ tỷ, nếu bọn họ đã kiêng kỵ như thế, sao không đưa muội muội đi thật xa rồi hãy đón muội muội về chứ? Khi đó cô chính là củ khoai lang bỏng tay không ai muốn cầm. Lão hầu gia và phụ hoàng có tình nghĩa sâu nặng, lúc ấy muội muội bệnh nặng, gầy gò, ông ấy không thể đưa muội muội đi, không thì muội muội khó mà chống đỡ được. Huống hồ Tạ Doãn là người cõng muội muội về, hắn không cho phép. Cô chấn động, mơ hồ nhớ tới một ít chuyện. Sau khi cô bị bọn buôn người dẫn đi, bọn họ băng bó qua loa cho cô rồi mặc kệ, bảo nếu cô sống sót thì là ông trời cho cô sống, bọn họ sẽ chọn cho cô một hộ gia đình trong sạch. Nếu không được, đó là mệnh trời khó trái. Cô sốt cao rồi tỉnh táo, bọn họ rất vui, nhưng lại không vui, bởi vì cô không nghe lời, cô theo bản năng phản kháng bọn họ. Bọn họ bắt cô nhịn đói mấy bữa, nhốt cô ở phòng để củi. Lúc cô hấp hối, có người đá văng cửa, chạy tới phía cô. Cô nhớ được rồi, khuôn mặt người ấy hãy còn non nớt, đôi mắt rưng rưng lệ. Đó là Tạ Doãn 50 tuổi. Trước kia muội muội đối xử với Tạ Doãn không tốt lắm ạ. Tỷ tỷ lắc đầu, một người nguyện đánh, một kẻ sẵn lòng chịu, sao lại nói là không tốt với hắn được. Nhưng
muội muội hồi nhỏ điêu ngoa lắm, còn học được câu gì trong mấy cuốn thoại bản, ép hắn phải cầu xin muội muội thương hắn. Công chúa điện hạ, người thương ta có được không? Người thương ta với, công chúa điện hạ. Trí nhớ đêm đó đột nhiên ùa lên, cô vội lắc đầu. Khụ khụ, là thế ạ. Muội muội hồi nhỏ cũng vô lại thật. Cô vội bỏ chạy. Khi cô trở lại điện Phù Dung, hai đứa con đã ngóng cô mòn mắt. Thấy hai đứa nó, cô mới nhớ ra, không biết Tạ Doãn đã dùng chiêu gì để hai đứa nó lừa cô. Thời Ninh, Thời Tự, cô trầm giọng xuống. Thời Tự chột dạ ra mặt, mẫu thân đừng nóng giận, con không cố ý đưa Tạ Hầu ra tới, là ông ta nói người gặp nguy hiểm, muốn tới bảo vệ người, nên con mới. Mẫu thân đang hỏi cái này ư? Thời Tự cúi đầu, không dám nói năng gì. Thời Ninh, con nói đi. Thời Ninh nhăn nhó mặt, mẫu thân, người đừng nóng giận. Tại bọn con nhỏ tuổi, không đấu lại được lão cá trạch hầu ra này, bị ông ta dụ dỗ, để ông ta nói nguyên nhân người bỏ đi. Sau này ông ta giải thích với bọn con, còn dẫn chúng con tới hầu phủ, kể chuyện ngày xưa giữa người và ông ta, đám người hầu trong phủ đều làm chứng cho ông ta. Nói xong, Thời Ninh lập tức chứng minh, nhưng dù như thế, con vẫn chán ghét ông ta, là đệ đệ thích ông ta. Thời Tự ấp úng, nhưng võ công của ông ta lợi hại thật. Ông ta còn nói sẽ dạy võ nghệ cao cường cho con, siêu ngầu. Bắt gặp ánh mắt của cô, Thời Tự lập tức ngậm miệng. Thời Ninh dịch người tới trước mặt cô, chúng con không cố ý gạt người đâu mẫu thân. Tại hầu gia nói đợt này sẽ có kẻ xấu đột nhập hoàng cung, có lẽ sẽ gây tổn thương cho mẫu thân. Ông ta ở lại trong cung để điều tra kẻ này, bảo vệ mẫu thân. Nhưng nếu mẫu thân biết rồi thì chắc chắn có thể nghĩ cách đuổi ông ta đi. Vì sự an toàn của mẫu thân, con và muội muội chỉ đành. Thời Tự lập tức tiếp lời. Chịu nhục. Thời Ninh đá nó một cái, học được vài từ là bắt đầu dùng lung tung. Rồi con bé ngẩng đầu nhìn cô đầy trông mong, mẫu thân, xin đừng nóng giận mà. Thời Tự, hôm nay nếu hầu gia không đuổi tới kịp thời, mẫu thân đã gặp nguy hiểm rồi. Cô xoa trán, thôi được rồi. Trong lòng cô cũng thầm tự trách bản thân. Mấy năm nay hai đứa nó luôn bị người ta không ít lần gọi là đồ con hoang không có cha, lần nào chúng nó cũng như hai con thú con cắn trả. Cô suy nghĩ, hai đứa có muốn nhận người cha này không? Hai đứa nó không nói gì, nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ ý tưởng của chúng nó. Hai đứa muốn nhận. Thời Ninh lại an ủi cô, chúng con biết mẫu thân đã từ bỏ hầu ra rồi, chúng con không ép người. Thời Tự thì mắt sáng lên, vậy có phải mẫu thân lại thích hầu ra thêm lần nữa là được rồi đúng không? Phải thế nào mẫu thân mới thích hầu ra chứ? Cô lập tức cảnh giác, trước đây hai con không nói mấy lời này. Hai đứa lập tức đờ người ra. Thầy giao bài tập. Con đi hoàn thành đây ạ. Tỷ tỷ chờ muội muội với, muội muội cũng đi làm. Hai đứa chúng nó chạy đi như làn khói. Ha, à, cô biết ngay mà. Chắc chắn là quỷ kế của Tạ Doãn rồi. Có điều cô cũng rất tò mò, rốt cuộc Tạ Doãn đã mua chuộc hai con cô kiểu gì vậy? Hôm sau, cô lặng lẽ đi theo sau hai đứa, phát hiện chúng không đi học viện mà trực tiếp xuất cung. Giỏi lắm, cô bèn đi theo. Quả nhiên chúng nó gặp Tạ Doãn ở hầu phủ. Thời Tự có giấc mơ xông pha giang hồ. Tạ Doãn lại có võ công cao cường, nên Thời Tự bị chàng dụ dỗ là chuyện không có gì lạ. Nhưng Thời Ninh vẫn luôn chín chắn, sao có thể? Vừa gặp mặt, Thời Tự đã liến thoáng, mẫu thân phát hiện kế hoạch của hầu ra rồi, giờ phải làm sao? Tạ Doãn không bất ngờ, không sao, tóm lại sẽ có biện pháp khác. Thời Ninh suy tư rồi nói, thực ra cầu xin hoàng ngoại tổ phụ ban hôn luôn cũng được. Tạ Doãn khẽ vuốt ve đầu con bé, gượng cười nói, như vậy chỉ khiến công chúa càng thêm chán ghét ta thôi. Tạm không nghĩ chuyện này làm gì, hôm nay ta đã hứa với hai con là sẽ dẫn hai đứa tới võ trường xem. Vâng, vâng vâng vâng. Hai đứa được Tạ Doãn bế lên, đứa nào cũng vui vẻ hào hứng. Lúc lên xe, Tạ Doãn thoáng nghiêng đầu nhìn về phía cô đang ở. Chàng phát hiện ra cô rồi. Có lẽ đây mới là mục đích thật sự của chàng. Cô biết chàng định làm gì. Tiếp đó, cô theo Tạ Doãn, xem chàng dẫn hai đứa đi võ trường chơi, dạy chúng kỵ xạ, dẫn chúng chơi trò diều hâu bắt gà con. Chàng để Thời Tự ngồi trên cổ, ôm Thời Ninh trên tay. Chàng bảo vệ hai đứa rất tốt, trong mắt toát lên sự yêu thương thật lòng. Hai đứa dù trí tuệ đến mấy thì cũng chỉ là lũ nhóc 5 tuổi, đang độ ham chơi, huống hồ Tạ Doãn lại đối xử thật lòng với chúng. 5 năm nay, không phải cô chưa từng nghĩ tới chuyện tìm cha cho hai đứa. Nhưng phần đa mọi người biết cô chưa kết hôn đã sinh con thì đều tránh xa, có kẻ còn thóa mạ đôi ba câu. Một phần nhỏ là thèm tiền của cô, giả vờ giả vịt. Mấy năm nay hai đứa đã gặp phải đủ loại người có ý đồ xấu xa rồi. Nay gặp phải cha ruột, còn tốt với mình như thế, bảo sao hai đứa này không phòng thủ được trái tim. Cô thở dài một tiếng. Sau khi chơi mệt, Tạ Doãn lệnh người dẫn hai đứa đi nghỉ, còn chàng lập tức đi tới chỗ cô. Công chúa điện hạ,
Cô nhìn chàng, trán chàng lấm tấm mồ hôi, sắc mặt lại đầy dịu dàng. Cô nghiêng đầu, chàng để ta xem những thứ này là muốn nói điều gì. Tạ Doãn hơi khom lưng, nói với ngữ khí mập mờ, ta là kẻ hèn hạ, nếu không tiếp cận được công chúa điện hạ, vậy ta cũng chỉ có thể tới tìm lũ nhỏ. Tóm lại cả đời này công chúa đừng hòng thoát khỏi ta. Cô bước lên một bước, nếu ta đồng ý thì sao? Mắt Tạ Doãn mở to, khẽ thở dốc, nàng đang nói gì? Cô tiếp tục tiến lên, cười nói, tối hôm qua chàng nói những lời kia để gợi lòng trắc ẩn của ta, nay lại cho ta xem những thứ này, không phải là muốn ta. Thương chàng ư, Tạ Doãn, chàng thành công rồi đó. Cô giơ tay đặt lên lồng ngực Tạ Doãn, bên dưới là trái tim đập thình thịch. Cô ngửa đầu nhìn chàng, Tạ Doãn, ta bằng lòng thương chàng. Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm, nếu cô từng thích chàng, nếu chàng chân thành với cô như thế, vậy cô gả cho chàng thì có làm sao đâu. Tạ Doãn đè tay cô lại, hô hấp dần nhanh, vậy công chúa có thích thần không? Xem bản lĩnh của chàng đã. Tạ Doãn bèn ôm lấy eo cô, cúi đầu nói, ta sẽ khiến công chúa hài lòng. Cô sầm mặt xuống, vẻ thong dong lập tức bị phá tan, ta không nói chuyện đó. Tạ Doãn tỏ vẻ không hiểu, ừ, chuyện nào cơ? Cô đẩy chàng ra, nhưng chàng càng ôm chặt hơn. Công chúa điện hạ đã nói là phải giữ lời, không được đổi ý. Trong giọng nói của chàng toát lên sự hưng phấn khó mà ép xuống được. Công chúa điện hạ, xin người hãy thương ta nhiều hơn nữa. Sáng sớm hôm sau, Tạ Doãn đi xin ý chỉ ban hôn. Nhưng điều khiến cô khiếp sợ là quân chủ Bắc Nhung lại dùng 10 tòa thành làm sinh lễ rước tỷ tỷ. Sắc mặt phụ hoàng thì nặng nề, còn quân chủ Bắc Nhung thì cười nói vui vẻ, tấn công gì chứ, toàn là hiểu lầm hết, bản quân thật lòng cầu hôn công chúa Chiêu Nguyên, huống chi chúng ta đã có cả con rồi. Cô lại khiếp sợ, tỷ tỷ, sắc mặt tỷ tỷ đỏ bừng, kéo cô, giữ dáng vẻ công chúa. Cô làm gì còn quan tâm được dáng vẻ công chúa nữa chứ? Người mà tỷ tỷ gả là Tam Hoàng tử, quân chủ Bắc Nhung phải gọi tỷ tỷ một tiếng tẩu tử mà, nhưng sao lại? Có con, Tạ Doãn khẽ cười, ghé bên tai cô nhỏ giọng nói, xem ra là ta hãy còn bảo thủ lắm. Cô trợn mắt trừng chàng một cái, muốn hỏi tỷ tỷ là có chuyện gì, nhưng tỷ tỷ có vẻ không muốn nhiều lời. Cuối cùng phụ hoàng quyết định, nghe ý tỷ tỷ hết. Lúc ra khỏi ngự thư phòng, cô vội giữ tỷ tỷ lại, hỏi khẽ, tỷ tỷ à, sao đột nhiên quân chủ Bắc Nhung lại đổi ý vậy? Mà dáng vẻ của tỷ tỷ ban nãy như thế. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế? Khụ, trẻ con đừng có hỏi nhiều. Tỷ tỷ bỏ chạy. Quân chủ Bắc Nhung ở phía sau híp mắt cười, minh nguyệt mặt mỏng, công chúa Hòa Di có vấn đề gì thì có thể hỏi ta. Cô quay đầu, do dự. Lúc này Tạ Doãn đi tới bên cạnh cô, có ta ở đây, hắn không làm tổn thương nàng được đâu. Thế là cô hỏi thẳng, ngài và tỷ tỷ cô, có con. Quân chủ Bắc Nhung gật đầu đầy tự hào, lúc trước minh nguyệt vừa tới Bắc Nhung, ông anh trai vô dụng kia của ta không cách nào sinh dục, nên nàng ấy tìm ta mượn giống. Cô trợn tròn mắt, tỷ tỷ lại, Bắc thần kính. Phía xa, tỷ tỷ thẹn quá hóa giận. Quân chủ Bắc Nhung bình tĩnh, minh nguyệt gọi chấm đi trước. À đúng rồi, ngày đó ta đã mạo phạm công chúa Hòa Di, xin lỗi, kính xin công chúa tha thứ. Sau đó hắn như con chim công kiêu ngạo đi tới chỗ tỷ tỷ. Cô nhìn mà sửng sốt, kéo Tạ Doãn, bọn họ, có chuyện gì vậy? Tạ Doãn lắc đầu, không rõ lắm, nghe nói sau ngày diện thánh đó, công chúa Chiêu Nguyên và quân chủ Bắc Nhung cãi nhau một trận, rồi cứ như thế. Cô cực kỳ khó chịu, hôm qua cô mải mê theo dõi nên bỏ lỡ trò hay. Tạ Doãn giữ tay cô, công chúa Chiêu Nguyên không phải kẻ tùy tiện, nàng ấy tự có chừng mực, tuyết thời hãy nghĩ tới hôn lễ của chúng ta đi. Hôn lễ? Đúng rồi, hôn kỳ của cô và Tạ Doãn vào 3 tháng sau. Mặc dù cô không nhớ chuyện khi xưa, nhưng khi ở bên Tạ Doãn, cô cũng dần tìm được cảm giác khi đó. Lại nhìn thấy Thời Ninh và Thời Tự vui vẻ ở bên Tạ Doãn, cô cảm thấy cũng không tệ. Trong lúc đó, quân chủ Bắc Nhung vẫn chưa về nước, thậm chí còn mang con của hắn và tỷ tỷ tới, là một bé gái vừa tròn 4 tháng. Tính thời gian thì hẳn là sau khi sinh hạ đứa bé, vừa ở cữ xong, Bắc Nhung đã rối loạn, tỷ tỷ bỏ trốn về nước. Điều này làm cô càng thêm tò mò chuyện giữa tỷ tỷ và quân chủ Bắc Nhung. Nhưng cuối cùng không biết được, tỷ tỷ không muốn kể cho cô nghe, quân chủ Bắc Nhung cũng bị tỷ tỷ cảnh cáo không được lắm lời. Cô chỉ mang máng biết được lúc tỷ tỷ vừa mới hòa thân tới, như đi trên băng mỏng. Có lẽ sống quá gian nan nên tỷ tỷ không muốn bọn cô biết, cô cũng không hỏi nữa. Chớp mắt đã qua 3 tháng, đến ngày cô và Tạ Doãn thành thân. Người vui nhất chính là Thời Tự và Thời Ninh. Phụ hoàng đã xây xong phủ công chúa cho cô, cho phép cô không phải ở hầu phủ, sợ cô sẽ không vui khi nhớ lại những ngày tháng làm nha hoàn. Nhưng cô thấy cũng chẳng sao, dù sao cô ở hầu phủ cũng đâu phải chịu tội gì. Ban đêm,
khách hứa tan hết, đến lúc động phòng hoa trúc. Tạ Doãn cởi hỷ phục, sắc mặt ánh màu đỏ bừng từ lớp chăn hỉ. Chàng khàn giọng nói, công chúa điện hạ, nên thương ta đi. Tạ Doãn, ta ở đây. Nến đỏ đốt cạn, Noãn Trướng mới dừng.